Xin chào các quý cô xinh đẹp của nhà Melia. Ánh hồng, một cái tên mà đã nói lên được hết vẻ đẹp của thiết kế này rồi. Khi mà Minh Anh nhìn thấy set đồ này thì điểm mà Minh Anh rất là thu hút đó chính là màu sắc của nó. Với màu hồng này thì nó không chỉ khiến cho các cô gái trở nên nữ tính này, mà còn khiến cho chúng ta trở nên ngọt ngào hơn nhưng mà vẫn rất là thanh lịch. Thanh lịch bởi thiết kế của nó là form dáng basic, một form dáng rất là quen thuộc này. Không chỉ khiến cho các cô gái trở nên thon gọn hơn mà nó còn che đi được rất là nhiều những khuyết điểm trên cơ thể của chúng ta. Ví dụ như chiếc áo mà Minh Anh đang mặc nhá, có phần thiết kế pep lăng rất là quen thuộc này, có thể che đi được phần khuyết điểm ở vòng 2 của chúng ta. Hay là phần tay áo cũng được thiết kế phồng nhẹ một chút, sẽ giúp cho các chị em có thể che đi được phần khuyết điểm ở phần bắp tay. Và điểm đặc biệt nữa mà Minh Anh rất là thích ở chiếc áo này đó chính là phần cut out, kèm với đó là phần đính đá rất là ấn tượng. Đó, các chị em có thể nhìn thấy phần đính đá ở đây, bling bling, rất đẹp đúng không ạ? Phần cổ thì cũng được thiết kế cổ chữ V rất là tinh tế, giúp cho phần áo này trở nên thanh thoát hơn bao giờ hết. Kết hợp với chiếc áo này là một chiếc quần ống đứng. Một chiếc quần ống đứng như thế này thì cũng sẽ giúp cho chân của chúng ta trông thon gọn hơn rất là nhiều và khiến cho cả bộ đồ này trở nên rất là lịch sự đúng không ạ? Và với set đồ này thì các chị em có thể đi làm, đi dự tiệc này, đi hội họp này hay là đi chơi dạo phố thì cũng đều rất là đẹp. Và nếu như mà đã yêu thích set đồ này rồi thì hãy đặt mua ở phía dưới phần bình luận hoặc là inbox cho fanpage của Melia. Và khi mà mua hàng online thì các chị em sẽ được miễn phí giao hàng này, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và nếu như mà có thời gian thì hãy ghé qua cơ sở gần nhất trong hệ thống showroom của Melia để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhé.